Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng luôn là công cụ quan trọng để xây dựng chỉnh đốn đảng. Ngay tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 28 diễn ra hôm qua, ban chấp hành đã xem xét và thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên Nguyễn Văn Tám, nguyên tỉnh ủy viên khóa 17 nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo vì có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Cụ thể, đảng viên Nguyễn Văn Tám với trách nhiệm là người đứng đầu nhưng đã thiếu kiểm tra đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của đảng pháp luật của nhà nước để cấp giấy thực hiện sai hoặc quyết định sai, thực hiện không đúng không đầy đủ quy định quản lý đầu tư, tham mưu không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, dẫn đến thực hiện dự án, mua sắm thiết bị giáo dục, bộ màn hình đa chức năng cho các trường phổ thông công lập tỉnh Hương Yên năm 2011-2012 để Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư có vi phạm, khuyết điểm. Tuy nhiên, thời hiệu thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Văn Tám đã hết theo quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh không ban hành quyết định kỷ luật đảng viên Nguyễn Văn Tám.